Hôm nay chúng tôi có thấy là cha Vincent Nguyễn Quang Thuế là cố vấn của Hội Tinh thần Ngô Đình Diệm và Hội Bắc Việt Di cư. Thì xin mời cha Thuế đứng lên cho mọi người. Này. Hôm nay chúng tôi phải nói tới rằng các anh em thiếu sinh quân ngày hôm nay họ đã tập dượt cái bài mà trận đánh cuối cùng của trường thiếu sinh quân. Mong quý vị ở lại cho anh cuối vì cái này đặc biệt lắm quý vị. Thiếu sinh quân từ 13, 14 tuổi cho tới 18 lúc cuối cùng. Lúc bây giờ cán bộ bỏ đi hết rồi. Mà họ ở lại, họ trang bị, họ làm, mà họ đánh một cái trận đó. Việt Cộng một tiểu đoàn tấn công vào trường thiếu sinh quân mà không tiến nổi. Cho anh khi mà hết đạn, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng hết đạn, mà anh em đứng ra điều đình với Việt Cộng là xin cho chúng tôi chào cờ và chúng tôi sẽ bàn giao lại cho các quý vị sau. Thì các anh em rất lòng, rất long trọng, thành ra xin mời quý vị ở lại mà thưởng thức một cái màn đó. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn hiện trường Phạm Quỳnh. Sau đây là nghi thức truy điệu cố tổng thống và các chiến sĩ quốc gia đã vị quốc vong thân trong biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963. Xin mời anh Bá Cơ và ban chiêm trống vào vị trí sẵn sàng. Sau đây là văn tế truy điệu cố tổng thống và các chiến sĩ quốc. Ba hồi chiêng trống. Máu lạc hồng tắm khắp giang sơn.
ơn mẹ Việt Nam ơi, non sông hoa gấm nay thành địa ngục. Oan khuất quá người hiền lương bị đọa đày, dân Nam tàn mác muôn nơi, nhớ ơn tổng thống ngàn đời không quên. Trước bàn thờ linh thiêng, xin tỏ lòng nghiêng mình thành kính, tri ân cầu xin hương hồn tổng thống phù hộ muôn dân Việt Nam. Sẽ tan cờ đỏ chôn vùi cổng nô, chung lòng dựng xây Cộng hòa Việt Nam bền vững. Hôm nay đoàn con Việt với nén hương thơm dâng lên Ngài tỏ lòng kính bái. Lễ tất khai hội chính chống. Xin mời toàn thể quý vị cùng đứng. Nghi thức truy điệu cố tổng thống và các chiến sĩ quốc gia đến đây chấm dứt. Kính mời toàn thể quý vị an tọa. Các thân hào nhân sĩ, quý liên trưởng, quý đại diện các hội đoàn lên niệm hương trước di ảnh cố tổng thống. Vâng, xin mời quý vị. Tổ quốc ghi ân, sống anh hùng xả thân vì dân tộc. Tất cả những quý vị ở đây, chắc tất cả quý vị cũng đã chứng kiến những phần lịch sử của Việt Nam, bao sự kiện lịch sử, cho đến lúc bị buộc buông súng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dù bao nhiêu năm nghiệt ngã trôi qua, mà uy lên Cộng hòa, dù có nằm xuống nhưng hồn thiêng sông núi đã chứng giám cho các anh như những viên ngọc quý sáng ngời của lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, là tiếng kèn truy điệu an linh những anh hùng hào kiệt và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân, của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa
cho nền tự do và hạnh phúc của dân tộc. Trong hình hài phế nhân là lời ngợi ca từ tận đáy tim những người vợ lính thời lửa binh đã chia sẻ nỗi gian truân và nỗi ngậm ngùi, hoặc bị trù dập trong lao tù của Cộng sản khi lịch sử sang trang vào tháng 4 năm 1975. Ngoài phần lịch sử của mỗi quân đoàn, sư đoàn, quân chủng và binh chủng, những tấm gương anh hùng cá nhân, từ binh sĩ đến những tướng lãnh đã hy sinh vì Tổ quốc, những tên tuổi sau đây đã đi vào lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Các vị tướng Đỗ Cao Chí, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vĩ, Trần Văn Hai, Trương Quang Ân, Đại tá Hồ Ngọc Cận. Và những trận đánh lớn và chiến thắng vinh hiển hoặc chồng chất máu xương của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như trận đánh Mậu Thân năm 1968, trận đánh Campuchia vào năm 1970, trận Hạ Lào vào năm 1971, mùa hè đỏ lửa vào năm 1972, Quảng Đức vào năm 1973 và trận đánh Xuân Lộc vào năm 1975. Với những tên tuổi của những anh hùng hào kiệt nước Nam như Ngô Quang Trưởng, Lý Tổng Bá, Lê Minh Đạo, Nguyễn Đình Bảo, Trần Thế Vinh, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa và còn cất cao bài hát tiếng gọi công dân bừng bừng hào khí, những lá cờ linh thiêng ấy cùng những bài hát uy nghi ấy sẽ được trân trọng trao lại cho thế hệ kế Hà Nội để đem ánh bình minh chói chang trở lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Xin mời ban tụ ca Xuân Điệp. Xây nên thống nhất sơn hà.
Việt Nam anh linh còn trong biết bao, muôn ngàn năm đấu tranh vì tự do. Việt Nam trong cơn lần than sóng gió, máu và nước mắt thầm loang ngập trời đông. Vì ai, vì ai hy sinh sương máu, đưa Việt Nam thoát xích xiềng thực dân. Vì ai.